Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cách rất nhanh để phục hồi những cây hoa lan đã bị thối. Khi những cây hoa lan đã bị thối như thế này, các bạn đừng vội bỏ đi. Và chúng ta sẽ ngưng tưới nước cho những cây hoa lan này. Điểm sinh trưởng đã bị hư nên các bạn phải cắt bỏ. Và chúng ta sẽ kiểm tra để cắt bỏ hết những rễ bị hư này. Sau đó các bạn sẽ rửa sạch. Các bạn hãy sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và khử trùng. Nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Dùng một thìa. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào đây và cho nước này vào. Và chúng ta sẽ để trong 30 phút. Và dùng phần nước còn lại này sẽ chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển được rất nhanh và khỏe mạnh hơn.
sau 30 phút các bạn lấy ra những chiếc rễ như thế này và gốc cây vẫn còn rất xanh tốt, cây sẽ được phục hồi rất nhanh và dễ dàng hơn. Các bạn hãy trồng lại với chất trồng khô. Cho vào một ít rêu. Và không tưới nước cho cây trong 3 ngày. Sau 3 ngày các bạn cho nước vào để giữ ẩm cho chất trồng. Và để trong 15 phút. Sau 15 phút, các bạn lấy ra và hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng. Cây sẽ quang hợp, phát triển được rất nhanh. Và hãy dùng những phần của chai nhựa có khoét những lỗ để giúp ngăn côn trùng và giữ ẩm. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Cây hoa lan nhỏ từ gốc đã được phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Với cách làm này, các bạn rất dễ dàng để hồi sinh những cây hoa lan khi đã bị thối. Cây sẽ được phát triển nhanh hơn. Vào 4 ngày một lần, hãy dùng nước để phun sương giữ ẩm. Cây nhỏ sẽ được phát triển nhanh và dễ dàng hơn. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Cây hoa lan đã phát triển rất tốt. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn những phụ đề phù hợp nhất. Cây đã phát triển rất xanh tốt và khỏe mạnh. Đến giai đoạn này, các bạn hãy cho thêm một ít rêu để giúp cho cây luôn được giữ ẩm tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.